Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các con mất công phúc nơi cha các con là đứng ở trên trời. Vậy, khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa ông bà anh chị em, tuần trước chúng ta nói với nhau về những lý do để Đức Thánh Cha Francisco mở năm đặc biệt về Thánh Giuse, đó là kỷ niệm đại dịch và người cha. Hôm nay chúng ta dừng lại ở lý do người cha để đào sâu về chủ đề Thánh Giuse và vai trò của người cha trong gia đình. Trong tông thư Patrice Corde, Trái tim của người cha, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra nhận định như thế này: trẻ em ngày nay dường như mồ côi cha. Dĩ nhiên có một số trẻ mồ côi cha đúng nghĩa, bởi vì cha của nó đã qua đời khi nó còn trẻ thơ. Nhưng mà thương bạn chị em, số này rất ít. Những đứa trẻ mồ côi mà Đức Thánh Cha muốn nói đến ở đây là những đứa trẻ mồ côi cha, mặc dù cha chúng vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng không hiện diện hay không làm đúng bổn phận của một người cha trong gia đình. Chúng ta thấy trong xã hội ngày xưa, người cha đóng vai trò là chủ của gia đình, và trong gia đình người cha luôn đứng đầu, giao mọi nhiệm vụ cho con cái, phân công cho con cái, đứa này làm cái này, đứa này làm cái kia, đứa này là đứa kia làm cái việc khác, thì mọi đứa đều phải nghe theo người cha của mình. Nhưng mà trong xã hội ngày nay, người ta đề cao chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa cá nhân, cho nên xảy ra những trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất,
là trong gia đình ai thành đạt sẽ là người có tiếng nói trong gia đình. Dù rằng người đó là ai trong gia đình, thậm chí đó có thể là những đứa con đi nữa, nếu như những đứa con thành đạt hơn cha mẹ của nó thì nó sẽ có tiếng nói lớn hơn cha mẹ của nó nữa. Rồi trường hợp kế, thưa ông bà anh chị em, vì công ăn việc làm, người cha ngày nay ít còn hiện diện trong gia đình, thậm chí là vắng hẳn sự hiện diện của cha trong gia đình. Tối ngày chỉ biết kiếm tiền lo vật chất mà không để ý đến việc ở gần con, giáo dục con của mình. Rồi một cái trường hợp khác nữa, đó là ngày nay gia tăng việc xuất hiện những người mẹ đơn thân. Những người này muốn có đứa con với mình, ở với mình, nhưng không muốn có chồng. Cho nên làm cách nào đó để mình có những đứa con ở với mình mà không phải có những người chồng. Cho nên trong gia đình có mẹ có con nhưng không có cha. Điều đó cho thấy xã hội ngày nay vai trò của người cha giảm sút rất nhiều, thưa ông bà anh chị em. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận vai trò của người cha, bởi vì cùng với người mẹ, người cha sẽ góp phần làm cho gia đình của mình được ấm no, hạnh phúc và nề nếp. Gia đình nào mà thiếu vắng người cha là gia đình đó có sự khiếm khuyết, và cái gánh nặng sẽ đặt trên vai những thành viên khác trong gia đình, nhất là đặt trên vai của người mẹ. Chính vì vậy, dù rằng Chúa Giêsu sinh ra trong trần gian này bởi phép Chúa Thánh Thần, nhưng mà Thiên Chúa Cha vẫn muốn cho Ngài có một người cha để mà dưỡng nuôi, để mà dạy dỗ, và nhất là để định hình nhân cách cho Ngài. Vì vậy Thánh Giuse đã được chọn, chọn để làm người cha, không phải sinh ra, nhưng để nuôi dưỡng dạy dỗ cho Chúa Giêsu. Và Thánh Giuse đã làm tròn vai trò của mình, làm tròn đến nỗi người ta gặp Chúa Giêsu, người ta bảo rằng đây là con của ông Giuse. Vâng, thưa ông bà anh chị em, đứng trước thực trạng vắng người cha trong gia đình ngày nay, Đức Thánh Cha đã viết trong tông thư rằng chúng ta không sinh ra là cha, nhưng trở thành người cha. Một người cha không trở thành cha đơn giản chỉ vì sinh ra những đứa con, nhưng vì đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Và bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của người khác thì một cách nào đó họ trở thành người cha của người ấy. Như vậy thưa ông bà anh chị em, để trở thành cha không phải vì chúng ta sinh ra những đứa con, mà trở thành cha đúng nghĩa khi chúng ta biết nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa con của mình. Bất cứ ai đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ con của mình một cách trọn hảo, một cách làm tròn bổn phận của mình, thì mới là xứng đáng thật sự là cha của những đứa con của mình. Và Thánh Giuse mà chúng ta hướng đến ngày hôm nay đã làm tròn bổn phận ấy và đã xứng đáng làm cha của Chúa Giêsu. Vâng, thương bạn chị em, nhìn vào thực trạng ngày nay vắng bóng người cha, nhìn vào mẫu gương của Thánh Giuse để nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết làm tròn bổn phận của mình đối với những đứa con.
chứ không chỉ chúng ta sinh ra đã là cha của những đứa con. Vì vậy, xin cho mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, phải biết nuôi dưỡng, phải biết dạy dỗ con cái nên người con Chúa, để chúng ta làm trọn bổn phận ấy và chúng ta xứng đáng trở thành những người cha, những người mẹ của những đứa con của mình. Amen.